thân thương chia áo màu lam, mặc vào người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đang đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi, thiện duyên đã đến con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Ơi thân thương áo lam hiền, về miền đồng sâu núi cao, em đem chia sớt cho người hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền, vì lòng từ bi hiến dâng, nghe bâng khuâng chút nắng nhàn, vừa cợt đùa vạt áo em. Thân thương chiếc áo màu lam, mặc vào người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đang đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử. Khóa tu Phật Thất lần thứ 59 này, chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu và ứng dụng kinh niệm Phật Ba La Mật. Và trong buổi pháp hội này, chúng ta sẽ nghiên cứu về một phần rất quan trọng trong phẩm thứ 6 mang tựa đề là năng lực bất tư nghị của niệm Phật. Các tư tưởng được Đức Phật trình bày trong bản kinh này sẽ giúp chúng ta đào sâu từ phương diện học thuyết cho đến hành trì những tư tưởng quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa. Và hầu như không có tư tưởng nào, giáo lý nào của Đại Thừa mà là không được trình bày ở trong bản kinh này. Và phẩm thứ 6 được xem là phẩm quan trọng nhất. Sự viên thông về pháp môn được nêu ra trong kinh niệm Phật Ba La Mật là một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Trên cơ sở đó, tất cả những giả định rằng pháp môn niệm Phật chỉ phù hợp với căn cơ của những người mới bắt đầu vào Phật pháp là không thích hợp lắm. Các nền minh triết sâu sắc nhất của Đại Thừa đều chứa đựng ở đây. Vấn đề còn lại là ta thực tập như thế nào, có đúng được với pháp môn được trình bày trong các kinh và đặc biệt là kinh niệm Phật Ba La Mật hay không? Khi việc thực tập được xem là chuẩn xác đó, thì tính cách liên thông giữa các nền giáo lý đó sẽ có mặt ở trong sự nhất tâm bất loạn của một danh hiệu. Và đây chính là năng lực bất tư nghị. Và do đó các hành giả liên hữu vững tâm thực tập và quán chiếu các pháp môn Đại Thừa trong lúc đề khởi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật một cách chân thành nhất và tôn kính nhất. Trong phẩm này đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm thay mặt Đức Phật
để lý giải về nền minh triết của Đại Thừa trong việc niệm Phật cho Hoàng hậu Videhi của nước Ma Kiệt Đà. Trước khi vào phần chia sẻ pháp môn đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm xác định rất rõ là con đường đến với tâm linh đạt được quả Phật theo Đức Phật dạy đó là 84.000 pháp môn. Mặc dù đây không phải là số thực, nhưng nó thể hiện được rằng là sự đa dạng phong phú. Và do đó mỗi một cánh cửa đi vào con đường tâm linh siêu tuyệt của Đức Phật đó có thể được thực hiện dựa trên nền tảng của một vài bản kinh có cùng nội dung. Bồ Tát Quan Tâm xác định rõ là pháp môn niệm Phật về phương diện lý thuyết cũng như là chiều sâu không kém gì so với các pháp môn còn lại. Đây là một cái điểm rất là quan trọng về phương diện học thuật cũng như là hành trì mà các hành giả Tịnh Độ Tông cần phải nắm vững. Điều thứ hai, Bồ Tát Quan Thế Âm xác định rất rõ tất cả các pháp môn đều chỉ là phương tiện nhằm giúp cho hành giả đạt được nhất thừa giải thoát tối thượng. Thì khái niệm này ta thấy là phần lớn các bản kinh Đại Thừa ở giai đoạn cuối đó đều đề cập đến. Và do đó ta thấy có một cái điểm tương thông rất quan trọng giữa kinh Niệm Phật Ba La Mật và kinh Đại Thừa. Trong kinh Tạng Pali, chẳng hạn như kinh Trung Bộ, và sau này được tái lập lại trong kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, thì mỗi một pháp môn được Đức Phật sánh ví như là một chiếc thuyền, mà chức năng của nó là chuyên chở các hành khách tâm linh từ bờ khổ đau đến bên kia của bờ an vui hạnh phúc. Như vậy chức năng của chiếc bè chỉ là công cụ chuyên chở thôi, nó không phải là tự thân cứu kính của bờ bên kia. Các pháp môn được Đức Phật thuyết giảng với số lượng nhiều 84.000 cũng y hệt như thế. Và tại bản kinh này, Bồ Tát Quan Tâm xác định rõ là pháp môn niệm Phật là một phương tiện, nó giống như là một cái công cụ giao thông tâm linh mà các hành giả đi trên nó, sử dụng nó đó sẽ có khả năng đạt được sự giải thoát nhất thừa, chứ không phải chỉ đơn thuần là cầu nguyện được Phật ban phước hay là thỏa mãn được những ý nguyện chân thành, sở nguyện tùy tâm, các thường như ý. Điều này Bồ Tát Quan Tâm muốn nhắc tất cả các hành giả Tịnh Độ Tông là đừng nên bận tâm các giá trị rất là bình thường của tín ngưỡng mà những người mới bắt đầu vào pháp môn Tịnh Độ đó dễ dàng bị rơi vào, mà quên đi cái kho tàng kim cương của pháp môn niệm Phật, đó là đạt được giải thoát nhất thừa. Thì trong phẩm thứ 6 đó, Đức Phật trình bày tất cả là 14 phần năng lực bất tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn bằng tư duy logic vốn rất giới hạn của con người, không thể cảm nhận bằng những giới hạn của ngôn ngữ, mặc dầu của con người là phong phú nhất trong tất cả các chủng loại sinh vật hiện nay. Bởi vì ngôn ngữ và tư duy nhị nguyên của con người bao giờ cũng lấy mình làm hệ quy chiếu, so sánh, đánh giá, và do đó cái tôi trở thành là gai góc. Cho nên đánh giá so sánh bao nhiêu thì ta có khuynh hướng là đề cao chính mình bấy nhiêu, và do vậy tạo ra một cái khoảng cách giữa mình và người, và có khuynh hướng là loại trừ xung đột thông qua các cái phương diện giải quyết trên tinh thần bạo động.
Như vậy là hành giả thực tập Tịnh Độ Tông sẽ thấy rất rõ là các năng lực mà mình sẽ đạt được bất tư nghị đó vượt lên trên những cái định kiến thông thường mà con người có thể vướng khi mà mình đứng từ góc độ này hay là góc độ khác. Mỗi một cái nhóm năng lực bất tư nghị đó, Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày từ 10 cho đến 17 nội dung. 14 nội dung với chi tiết trên 10 điều cho mỗi nội dung như vậy, có lẽ chúng ta phải mất đến 14 buổi nếu mình học một cách chi tiết và có thời gian cho việc đó. Trong phần đầu tiên, năng lực bất tư nghị, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày là phân biệt được tự tính của các pháp, nhờ đó sống một cách tự tại vô ngại. Và phương pháp thực tập được Bồ Tát Quan Âm hướng dẫn là khi hành giả đề khởi chánh niệm gắn kết với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trong các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, co duỗi, nói nín, động tịnh, hành giả phải thấy rất rõ là cái năng lực vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà vốn là một tiềm năng có sẵn trong tâm của mỗi hành giả, và phát huy cái năng lực đó dưới hình thức biểu tượng, đó là trí tuệ. Quang nghĩa là trí tuệ. Và khi trí tuệ được hiển bày đó, thì lúc đó chúng ta thấy rất rõ bằng cái lăng kính tuệ giác cắt lớp về thực tại, bao gồm mọi sự vật hiện tượng, từ vật lý cho đến tâm lý, từ cái cảm nhận được cho đến những thứ đó chỉ tưởng tượng bằng khái niệm thôi. Và thực tướng của các pháp đó đó đều được chúng ta nhìn thấy rõ như là các cái hoa văn tay trong lòng bàn tay của mình. Thực tướng của các pháp là cái gì? Đức Phật cho chúng ta thấy rất rõ, đó là vô ngã, là duyên khởi, là vô thường, là quy luật. Vô ngã hiểu theo một cách nôm na nhất, tức là tính không thực thể của mọi sự vật hiện tượng. Đây là một khái niệm triết học, từ đó là khó hiểu. Thông thường ta có khuynh hướng nghĩ rằng là một sự vật tồn tại trong tự thân của chính nó, không nhờ đến các yếu tố khác xung quanh. Và khi cái gì được xem là tự tồn tại đó, cái đó nó cũng được xem là nguyên nhân đầu tiên của chính nó. Mà trong vũ trụ này thì không có cái gì tự tồn tại bằng năng lực của tự thân. Nó phải nương vào rất nhiều yếu tố. Cho nên cái gì mang tính điều kiện, nương vào nhiều yếu tố, cái đó được Phật học gọi là không có thực tính hay là không có tự thể. Mà thói quen văn hóa, phong tục, tập quán và những kinh nghiệm logic rất là phàm tục của cá nhân đã làm cho chúng ta dẫn tới những ngộ nhận rằng chúng là có một cái thường tính. Trên thực tế đó, thì mọi sự vật trôi trải theo thời gian và luôn luôn thay đổi theo từng tích tắc, cho nên nó không còn là chính nó nữa. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó được hình thành bởi rất nhiều yếu tố. Ví dụ như để có mặt được trong khóa tu lần thứ 59 này, quý hành giả giàu với vai trò là mẹ, là vợ, là chị gái, em gái, hay là chồng, cha, anh trai trong một gia đình, phải nhờ vào sự đồng cảm và hỗ trợ của những thành viên còn lại. Bằng không, ta không dễ gì có mặt trong hạnh phúc. Vì khi mình đi đó, những người còn lại có thể buồn. Vì hiểu, cảm thông và mong mỏi cho người thân của mình có được một tuần lễ an lạc, để sau đó đem năng lượng an lạc, bình an này về lại gia đình đó, những người thân mới ủng hộ và giúp đỡ chúng ta. Cho đó được Phật học gọi là duyên khởi, tức là sự tạo thành bởi nhiều yếu tố, và do vậy không có cái gì được gọi là yếu tố quan trọng bậc nhất. Vì tính tương tác đa chiều của sự vật đó, làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình
chỉ là một chức năng trong vô số các chức năng ta. Và ứng xử đó trong các mối tương quan xã hội đó, ta sẽ trở thành người đắc nhân tâm, bởi vì ai cũng quý mến mình, có tài cao, học rộng, hiểu nhiều, đức tính khiêm tốn trở thành như là yếu tố làm cho mọi người đều rất là quý trọng chúng ta. Như vậy người hiểu được cái thực tướng của các pháp á, sẽ còn vượt qua được rất nhiều những cái chấp thường, tức là cho có nguyên nhân đầu tiên, đó là Thượng Đế, đó là Thần Linh, đó là Di Phật, đó là Di Tâm, hay là bất cứ một cái gì mà người ta gắn liền với chữ duy, duy nhất chỉ có nó, cái đó đều được gọi là chấp thường. Một phương diện thứ hai mà hành giả có thể vượt qua trong lúc niệm Phật với năng lượng vô lượng quang đó, thì sẽ thấy rất rõ rằng là cái chết của con người không phải là dấu chấm cuối cùng của một tiến trình sanh tử, mà nó chỉ là một dấu chấm trong vô số các dấu chấm nè, để chúng ta còn tiếp tục mang thân phận này, hình thức khác, theo nghiệp để có mặt ở trong ba cõi và sáu đường. Thì quan điểm đó là một quan điểm rất rõ để chúng ta thấy rằng là việc thấy rõ được thực tướng của các pháp đó, nó nằm ở tuệ giác mà hành giả khi đề khởi danh hiệu Phật gắn liền vô lượng quang sẽ giúp cho chính mình sống với quan niệm này, và do vậy không còn có thói quen chấp định mệnh, số phận an bài, hoặc là những cái tuyệt vọng, thất vọng, chán chường, bỏ cuộc vì nghĩ rằng là cái duyên số của mình không được may mắn như là những người khác. Thấy được tự tính của các pháp á, thì chúng ta sẽ năng động, tinh tấn, vươn lên và chiến thắng được tất cả những thách đố bao gồm nghịch cảnh và trở ngại duyên có mặt ở trong cuộc đời của chúng ta. Năng lực thứ hai là thấy được tính huyển hóa của các pháp hữu vi. Đây cũng là một khái niệm triết học. Pháp hữu vi trong Phật học được hiểu là mọi sự vật hiện tượng mà tự thân tiến trình tồn tại, phát triển và thay đổi của chính nó không nương vào bản thân của nó, mà nó phải chịu sự lệ thuộc bởi rất nhiều điều kiện xung quanh. Như vậy chỉ có niết bàn, trạng thái an lạc do giải thoát là không mang tính điều kiện rồi. Còn tất cả mọi thứ còn lại, từ cơ thể con người cho đến tâm lý, hoàn cảnh, môi trường xung quanh, hầu như không có gì là không thay đổi hết đó. Kinh điển dạy chúng ta quán chiếu sự thay đổi của đó đó, chóng vánh như là một giấc mộng. Thông thường cứ mỗi một đêm 6 tiếng nằm ngủ đó, ta có khoảng 300 giấc mộng. Chỉ có những giấc mộng ở đầu hôm ấy, được lưu giữ lại, bởi vì cái năng lực ký ức của bộ não là có giới hạn. Ai bị áp lực nhiều chừng nào thì năng lực ký ức đó giảm chừng ấy. Và do vậy ta tưởng chừng rằng là trong một đêm ta chỉ có 1-2 giấc mơ, thực ra nó đến vài trăm giấc mơ. Và mỗi một giấc mơ nó được tồn tại như là một khoảnh khắc thôi, rất là chóng vánh. Khi mở mắt ra, cái là hết trơn, không còn gì nữa hết. Cho nên là y hệt như là một giấc mơ. Chỉ diễn tả cho một cái trạng thái hoặc là khủng hoảng, hoặc là tiếc nuối, hoặc là mong mỏi mà không đạt được, hoặc là có được mà giờ trở thành không. Thì nó giống như là một giấc mơ ta. Thì việc ta quán chiếu tất cả các pháp hữu vi mang tính điều kiện, nó cũng diễn ra theo công thức tương tự. Hoặc là mình có thể hình dung nó như là một cái làn điện chớp do sấm sét ở ngoài trời, hay là do một cái sự chập mạch các cái điện khí ở trong nhà, hoặc là một cái vụ cháy làm cho điện nổ lên. Thì cái làn điện chớp đó chúng ta thấy nó chỉ diễn ra trong một tích tắc rất nhỏ của đơn vị thời gian, và rồi biến mất.
không có gì là lâu bền hết. Hay là ta có thể xem nó như là bọt nước phập phiều ở biển khơi, cứ mỗi một cái cơn gió đi ngang qua, biết bao nhiêu cái bọt nổi lên, chìm xuống, tan vỡ và không còn gì hết. Hay là ta có thể hình dung nó giống như là sương mai vào buổi sáng, khi ánh mặt trời ló dạng thì sương này sẽ bốc thành khói, không còn lại cái gì ở trên chiếc lá. Hoặc giống như là cái làn khói hay là sự bay của mây, cái đó rất là mỏng manh, không có gì là bền chắc hết. Hoặc ta có thể quán nó giống như là cái hiện tượng quán nước vào bữa trưa nắng nóng đó, ở trên đường nhựa mình nhìn từ xa thấy hơi nước nó bốc lên lãng vãng giống như là sông, mà càng đi tới nó thì ta không thấy là cái gì hết, là mất hút. Một hiện tượng chỉ cảm nhận bằng cái ảo giác quan học thôi, còn trên thực tế là không có. Thì Đức Phật dạy chúng ta phải quán chiếu bản chất của mọi sự vật hữu vi là như thế. Mục đích để làm gì? Nếu ta sử dụng sai mục đích đó, thì hậu quả phản tác dụng sẽ có mặt. Nhiều người đang làm ăn khấm khá, năng động, tích cực, quán sai mục đích trở thành là cái người u lì, không muốn làm gì hết, nghĩ trời ơi, mọi thứ như làn điện chớp, như quán nước, như chùm bọt, rồi như sương mai, như làn khói, như mây bay, làm chi cho nó mệt, cuộc đời rồi còn có cái gì để lại đâu. Nghĩ như thế rồi trở thành kẻ tiêu cực, chấp nhận số phận ăn bà. Ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta cái năng lực xử lý cảm xúc. Bởi vì trong cuộc đời này đó, có nhiều người giờ phút trước là đại gia, giờ phút sau đó là trắng tay, giờ phút trước là vinh quang, giờ phút sau khi luật phát hiện ra có những cái sai phạm thì trở thành là kẻ tội đồ. Sự nghiệp trong trên, mọi thứ diễn ra một cách rất là chóng vánh. Và khi đứng trước cái biến cố, chẳng hạn như từ giữa năm 2007 cho đến 2009, cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho biết bao nhiêu người trắng tay. Và lúc đó đó, là một hành giả, ta chỉ cần liên tưởng đến các hình ảnh về cái tính gọi là chóng vánh, mong manh của hiện thực, thì lúc đó lòng cảm thấy bình an. Và không, mình có thể chết theo cái sự nghiệp bị sụp đổ. Rất nhiều đại gia đã tự vẫn, rất nhiều chính trị gia đã bỏ mạng, rất nhiều các thương gia đã trở thành những kẻ bị điên dại, và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác trong vấn đề trở thành kẻ ăn chơi sa đọa vì nghĩ rằng là cuộc đời của mình chẳng còn lại là cái gì. Cho nên quán chiếu về cái tính cách mong manh đó, để khi mà vật chất nó không còn với ta, sự nghiệp bị sụp đổ, tình yêu bị chia tay, những cái lý tưởng chúng ta không chụp lấy được nó, những mong mỏi mà không đạt được thành tựu, thì lòng mình vẫn bình an vì biết rất rõ rằng mọi thứ trên cuộc đời này không có gì là vô cớ hay tự nhiên, nó có nhân, duyên, điều kiện và dẫn đến một kết quả nhất định. Và nhờ vậy ta xử lý cảm xúc và làm chủ được cảm xúc của mình trong mọi biến cố thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên voi xuống chó của cuộc đời. Quý vị thấy là việc làm như thế có khó không? Một số người trả lời khó. Khó mà không lên thê, tức là nó méo từ bên trong trái tim á, mà nó đau từ trong nhận thức, cho nên nói mà cũng ngại. Thực ra khó mà không khó. Nhận thức bao giờ cũng đi trước, kéo theo sau là hành động. Nhận thức mà sai lầm, hành động không thể nào chân chính được. Đó là điều mà chúng ta học được từ chánh kiến ở trong Bát Chánh Đạo, vốn là con đường trung đạo được Đức Phật khám phá dưới cội Bồ Đề. Cố gắng thực tập thì mọi biến cố không làm cho chúng ta bị khổ đau. Còn sự sống, như người Việt Nam nói, là còn sự nghiệp. Vật chất có thể mất tùy theo hoàn cảnh xấu, thậm chí là phước hết, nhưng nếu bằng sự tinh tấn, nỗ lực, thì trước sau gì ta có thể gây dựng lại nó một cách dễ dàng. Điều thứ ba, theo Bồ Tát Quan Thế Âm, hành giả niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà sẽ thấy rõ được rằng là tất cả các pháp thế gian đều là Phật pháp.
Đây là một triết lý rất sâu sắc. Và khi mình cảm nhận được cái triết lý này đó, ở chợ búa quý vị cũng có thể hoằng pháp được, ở công ăn việc làm, trong các tương quan xã hội đều có hình ảnh của chánh pháp, đều có hình ảnh của Phật, đều có những cái giá trị tâm linh hết, mà không nhất thiết phải sử dụng ngôn ngữ Phật học. Đây là cái điều mà nếu mỗi hành giả chúng ta đều cố gắng thực tập, Phật pháp sẽ lan rộng khắp mọi nơi mọi chốn. Bồ Tát Quan Âm đưa một lý do sở dĩ mà ta không làm được việc này đó là vì ta không liễu giải được cái phương diện tiêu cực và biến nó trở thành một cái tích cực. Liễu giải là yếu tố quan trọng. Chúng tôi đưa ra một cái ví dụ nhỏ. Cách đây khoảng 30 năm, các nhà kỹ sư lỗi lạc công nghệ xe hơi của Nhật Bản tới bãi biển Nha Trang tắm đó, và phát hiện rằng đây là một cái bãi vàng. Cát đó chính là vàng, là bởi vì giá trị sử dụng của nó cho vấn đề làm kiến xe hơi và nhiều loại kiến cao cấp đó, là rất quý. Đây thế mà Việt Nam thì vì cái công nghệ còn kém đó, mình không nhận ra được nó. Và người Nhật đã mua các loại cát thô trên bãi cát Nha Trang về chế tạo kiến cao cấp. Họ mua với cái giá rất rẻ mạt và bán lại với cái giá rất cao. Như vậy cát không phải chỉ đơn thuần là cát, mà cát có thể trở thành kiến. Rồi bây giờ cái công nghệ nén carbon đó, để tạo ra kim cương nhân tạo, người ta có thể biến cát trở thành kim cương. Cái độ nén mà nếu ta làm nó khoảng chừng 70 lần trở lên á, thì một cái khối thật là to sẽ trở thành một cái rất nhỏ, mà tinh hoa của nó có giá trị gấp 100 lần với cái khối khổng lồ mà vốn dĩ nó không có được đánh giá là cao. Như vậy cái nhìn Phật học sẽ giúp chúng ta khai thác được những cái vô giá trị hoặc là không có ý nghĩa gì hết, trở thành là những cái có giá trị và có ý nghĩa. Áp dụng công thức này vào trong đời sống của con người thì cái gì được gọi là thế gian mà sử dụng đúng trở thành là Phật pháp? Nó có rất nhiều thứ, chúng tôi xin nêu ra khoảng 6-7 thứ căn bản. Sinh nhật là một cái dịp mà phần lớn chúng ta tiệc tùng, vui mừng, chúc tụng. Có rất nhiều gia đình phải tốn vài chục triệu để làm sinh nhật của đứa cháu, đứa con. Và trong vài chục triệu bỏ ra đó, đó họ mua cái nghiệp sát sinh. Ta giết là hàng trăm con vật để thiết đãi cho người thân của mình ăn, nhậu, thậm chí có thể chơi bài nữa. Trong cái đó sinh nhật là mừng sự sống, mà lại giết các con vật, thì sự sống trong việc mừng này đã trở thành là cái mầm của sự chết, mà đã lúc mà chúng ta không để ý đến. Cho nên từ cái nhìn Phật học đó, chúng tôi kính đề nghị là việc tổ chức sinh nhật nên thiết đãi đồ chay, phước báo rất lớn, và lòng từ bi của con cháu được mừng sinh nhật đó cũng được gia tăng, giá trị tâm linh và đạo đức rất lớn, mà không tổn thất thuộc về gia đình của người tổ chức và ngay cả đương sự được chúc mừng trong cái ngày sinh. Như vậy vốn là một chuyện ăn chơi chúc tụng, có cái nhìn Phật học ta đưa việc tổ chức này bằng việc ăn chay và thiết đãi đồ chay, giá trị của nó rất là cao. Thứ hai là lễ cưới. Các tôn giáo bao gồm Do Thái, Thiên Chúa, Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo, Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo đều không có trong kinh thánh của họ những lời Chúa dạy về tình yêu và hôn nhân. Trong khi trong kinh Phật của chúng ta, Đức Phật nói cái này rất nhiều.
từ kinh tạng Pali đến kinh điển A Hàm và Đại Thừa. Nhưng rất thiết đó là các chùa vì tu theo pháp môn mà đỉnh cao nhất là giải thoát, nên đã giới thiệu các nghi thức tụng niệm mà phần lớn nó chỉ hợp với người tu. Do vậy người tại gia không biết đến những lời dạy này, và do vậy chỉ tổ chức lễ cưới ở nhà hàng, khách sạn hay là một nơi nào đó, chẳng hạn như là công viên, nhưng lại không tổ chức tại chùa. Tổ chức lễ cưới tại chùa là cực kỳ có ý nghĩa, là bởi vì trước sự chứng kiến của ba ngôi tâm linh, vị thầy chủ lễ sẽ nhắc về năm điều đạo đức mà người chồng cần giữ, năm điều đạo đức mà người vợ cần thực tập để hai bên chăm sóc hạnh phúc cho nhau, và nhắc nhở về mối tương quan thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Vì hạnh phúc của trần đời đối với người tại gia bao giờ cũng nghĩ đến con cái như là hoa trái rất là quý của tình yêu. Và Đức Phật cho phép sự hợp pháp của đôi vợ chồng, Ngài đâu hề cấm những vấn đề này, Ngài khích lệ bằng nhiều lời dạy khác nhau. Cho nên ta biến cái lễ cưới trở thành là một cái phương diện để thực tập tâm linh, tổ chức tại chùa, còn thiết đãi ở tư gia hay là ở khách sạn, ở nhà hàng, ở bất cứ chỗ nào. Và cũng cố gắng trong cái ngày lễ cưới phải làm tiệc trai. Đêm đồng phòng qua trúc đó, hai vợ chồng đừng có màng mà ngồi đếm tiền. Bây giờ nó trở thành như là một cái văn hóa. Vợ chồng tối đó là phải ngồi đếm tiền, bên vợ cho nhiêu, bên chồng cho nhiêu, bạn bè cho nhiêu, lời hay lỗ. Mà nếu động phòng qua trúc trong cái tâm trạng như thế, đứa con sinh ra là thuộc loại tổ sư của tiền. Mà nếu đêm đó đó cả vợ lẫn chồng tân hôn này đó, nhậu xỉn quắc thước không còn biết gì hết, thì đứa con sinh ra có tính cách của một tên gọi là nát rượu, nguy hiểm lắm. Cho nên ta phải đưa Phật pháp vào trong những cái lễ quan trọng nhất của một đời người, và những sự việc bình thường sẽ trở thành là giáo pháp. Cái thứ ba là lễ giỗ và lễ tang nói chung. Thì cái này phần lớn Phật tử mình làm rất tốt rồi. Tuy nhiên ta phải nhớ một điều, trong một cái lễ tang đừng mời quá nhiều các thầy đến tụng kinh. Có thể quý vị sẽ nghe dị ứng cái lời đề nghị của chúng tôi. Nhiều Phật tử từng thành nó có khuynh hướng mời 50 vị thầy, 100 vị thầy, 50 sư cô, 100 sư cô. Và trong 3-4 ngày hoàng hoàng hương linh á, thì mời vài chục ngôi chùa cứ luân phiên tụng niệm, tưởng như thế là tốt. Thì dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng mà uổng cho quý thầy quý sư cô lắm. Độ một hương linh mà phải mắc đến 100 người không có khoa học. Ta chỉ cần mời 1-2 vị thôi. Quan trọng là gì? Dành thời gian còn lại cho vấn đề thuyết pháp và thiết linh. Thời Đức Phật đó, thì Ngài không đến tụng kinh, mà Ngài đến để thuyết giảng về vô thường, vô ngã. Nhân cơ hội đó nói những cái bế tắc ở trong gia đình để giúp cho thân bằng quyến thuộc ta vượt qua cái khó khăn. Bây giờ mình chỉ tụng kinh không chứ được cho hương linh, còn những người còn lại ta quỳ gối riết ta sợ luôn, sau đám tang không dám đến chùa nữa. Do đó tụng một ngày hai thời là vừa trong một lễ tang, thời gian còn lại là thỉnh mời nghe thuyết pháp. Nếu gia đình nào muốn cúng dường trẻ tăng, theo chúng tôi nên cúng khi còn hoàng, chứ chờ đến 49 ngày hương linh phần lớn đã được siêu hết rồi, đâu có cảm nhận được cái tấm lòng của người thân dành cho mình bằng những cái phẩm vật cúng dường cho các bậc chân tu thật học đó. Ta phải làm ngay khi cái việc đó cần được tiến hành, làm càng sớm càng tốt. Gia tăng phải là thế. Do đó cũng như cái lễ này, nếu biết cách là ta làm được rất nhiều việc lành, kẻ còn lẫn người mất đều được ăn vui. Ngoài ra các tương quan xã hội, cái gì mình cũng có thể đưa Phật giáo vào được hết á. Trước đây đó, rất nhiều Phật tử hiểu sai cái giới bát quan trai đó, trong đó không được ca múa sướng hát,
Và trong 10 giới sa di ni của người xuất gia tập sự đó cũng có cái quy định này. Ngày xưa đó ta phải biết là thời Đức Phật nhạc chủ yếu là nhạc tình, ngoài nhạc tình ra không có nhạc gì khác. Thời điểm đó nó không có văn hóa của quốc ca, nó không có cái văn hóa của những cái nhạc ca ngợi quê hương, thỉnh thoảng nó có những cái nhạc đồng quê về tình cha mẹ vân vân, nhưng phần lớn là nhạc tình. Cho nên đó là người xuất gia không nên nghe nhạc, cũng không nên tham gia vào những hoạt động này. Nhưng mà trong xã hội hiện đại, tất cả các loại nhạc với những thể tài, từ những cái yểu điệu trầm mặc nhất cho đến những cái nhạc rap, nhạc bốc, nhạc bốp, đủ loại nhạc giật gân khác nhau, và lòng Phật pháp vào trong các loại nhạc thế này thì giới trẻ sẽ đến với Phật giáo rất dễ. Thượng tọa Thích Chân Tín trong thời gian vừa qua đã làm rất thành công các cái đêm nhạc của các nhạc sĩ đóng góp nhiều cho Phật giáo, đã ra được rất nhiều VCD về nhà Phật giáo, và chùa Hoằng Pháp cũng là nơi làm phim đầu tiên, hiểu theo ý nghĩa chuyên môn nó là một cái công nghệ giải trí và giúp cho người giải trí thông qua việc xem một phim biết được những tư tưởng Phật giáo. Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã nói rất rõ: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề tắc tùng văn trung nhập. Chân giáo thể tức là chánh pháp á, của cõi Ta Bà này muốn giúp cho mọi người được thanh tịnh dễ dàng đó là phải ở cái việc nghe của lỗ tai và thấy của con mắt. Muốn chứng được đại định và con đường giải thoát cũng từ con đường nghe và nhìn để đi vào. Thế vì đó là thế giới của con người mà. Không có con mắt là khổ lắm, bị điếc á cũng khổ tương tự. Bây giờ ta đưa Phật pháp vào nhạc, vào phim, vào các cái sân khấu vân vân, thì Phật pháp sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Do đó đừng nên có cái nhìn cực đoan cho rằng chùa nào tổ chức nhạc, làm nhạc, phổ biến nhạc là chùa đó chùa đời, không có đạo. Đạo nằm ở trong đời. Và chúng tôi chủ trương khi còn làm chủ nhiệm câu lạc bộ dân nghề Phật giáo, và chúng tôi là người thành lập ra câu lạc bộ này, đã nói với các anh em nhạc sĩ, đạo diễn, các ca sĩ, các diễn viên, làm thế nào để đưa Phật giáo vào trong các cái vở tuồng, trong những cái khúc ca, trong những cái biểu diễn của mình. Và đó là một cái việc hoằng pháp rất là tốt. Nhiều khi mình thuyết giảng một tiếng đồng hồ, có người nghe nhớ, có người nghe không áp phê, có người nghe ngủ. Nhưng mà một bài ca hay đó, ta nhớ hoài. Bây giờ cái bài mà niềm an vui ở đây hầu như là không ai là không thuộc, phải không? Bây giờ nếu mình giảng một cái tựa đề là niềm an vui chưa chắc quý vị nhớ, mà nghe bài ca 4 phút quý vị nhớ liền. Dữ liệu đề với cặp mắt vô lượng quang nó trở thành là chất liệu đạo. Và đó là điều mà Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta làm. Điều thứ tư là tôn trọng các vị thiện hữu tri thức. Bạn có nhiều loại lắm: bạn ăn chơi, bạn cờ bạc, bạn nhậu, bạn tán gẫu, bạn bà tám, bạn ông tám, bạn a vua, bạn lĩnh hót. Tất cả loại bạn này sẽ đẩy chúng ta xuống hổ sâu của khổ đau, tội lúc tội lỗi nữa. Còn thiện hữu tri thức á, không nên hiểu theo nghĩa đen là bạn mà người đó là người có trình độ học vấn cao. Tri thức tức là học vấn, hiểu như thế là hiểu sai. Tại vì ta quên đi cái tính từ thiện. Tri thức thiện khác với tri thức thông thường. Các nhà khoa học gia có kiến thức rất là rộng về lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng nếu không có lương tâm đi kèm theo thì kiến thức đó là sự đe dọa của thế giới. Kiến thức mà không có đạo đức thì kiến thức đó là một kiến thức rất nguy hiểm. Cho nên thiện hữu tri thức là đối tượng bạn mà theo Đức Phật chúng ta cần kết giao. Thỉnh thoảng
Kinh Tạng Pali dùng một cái từ tương đương, đó là chân nhân, người chân chính, người chân chất, người chân thiện, người chân đạo, người chân đức, để việc song hành với họ trong cuộc đời, khi mà mình có những cái gút mắt, những bế tắc, những khổ đau, sự tư vấn của họ nung đúc hỗ trợ giúp chúng ta vượt qua một cách rất dễ dàng. Họ không phải là những người đổ dầu vào lửa. Trong các liên minh đó, phần lớn chỉ nhắm đến cái quyền lợi đó, hễ có lợi là người ta làm. Còn thị hữu tri thức đó, là nhắm đến cái giải pháp giúp cho người đó thoát ra khỏi cái cảnh huống một cách an toàn và hạnh phúc, mà không phương hại đến tha nhân, không vi phạm luật pháp, không trái với lương tâm, không ngược lại với đạo đức. Thị hữu tri thức là con người như thế. Thứ nhất là giúp cho chúng ta nghe được điều thiện, thực tập được điều thiện và trở thành con người thiện. Có rất nhiều bà vợ xúi với ông chồng làm chương bảy để cho bà trở nên sang trọng, cái đó là ác hữu tri thức. Mà có nhiều ông chồng phải xúi các bà vợ làm những chuyện nhận quà cáp thế dùng cho mình. Bây giờ nhà nước ta cấm nhận quà nhận cáp để mà loại trừ tham nhũng, hối lộ, tham ô. Bây giờ bà vợ nhận mốt có chuyện gì nó không liên hệ đến mình, thì cũng đó là ác hữu tri thức. Bài mưu lập kế nhiều chừng nào sau này bị phanh phui nhiều chừng nấy thôi. Chỉ có sống chân thật bằng cái đức của mình, cái nhân quả từ nó sẽ trổ những giá trị tích cực cho chúng ta, mà ta không cần phải mong mỏi nó cũng vẫn có như thường. Trong kinh Đức Phật nêu ra có ba loại thiện hữu tri thức. Thứ nhất là giáo thọ thiện tri thức, thứ hai là đồng hành trị tri thức, thứ ba là ngoại hộ thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức là những bậc thầy, những vị chân tu thật học có khả năng hướng dẫn chúng ta đi vào con đường làm phước tu đức, tìm đến pháp môn hành trì có kết quả, và chúng ta trở thành là người an lạc hạnh phúc ở hiện đời. Những vị thầy như thế rất là đáng kính. Những vị tổ chức những khóa tu để chúng ta rũ bỏ khổ đau và đưa gia đình đến với chánh pháp, có những cái không gian tâm linh á, mà việc có mặt chúng ta sẽ làm cho mình gần như là thấm nhuần bởi những giá trị tích cực, đó là giáo thọ thiện tri thức. Còn trong một khóa tu 2.000 gần 3.000 người như thế này, thì mỗi một vị hành giả chính là đồng hành thiện tri thức. Ít nhất là ta đồng hành ở trong cái khóa tu 59 để khóa tu sau có thể 30% là người mới, 70% là người cũ. Thì những người mà cùng tiếp nối trên một lý tưởng, đi trên một con đường, thực tập một điều lành và giá trị phụng sự giống như nhau, thì cái đó đều gọi là đồng hành thiện tri thức. Nếu vợ và chồng là đồng hành thiện tri thức với nhau thì gia đình đó hạnh phúc lắm. Không có tính cách gia trưởng, không có nạn bạo hành gia đình, không có tinh trần gọi là bất công giới tính về xã hội. Và nếu như cha mẹ cũng quan niệm rằng con cái của mình phải ứng xử là đồng hành thiện tri thức, ngoài cái giáo thọ là hướng dẫn con em bằng kiến thức kinh nghiệm đi trước, thì ta cũng phải đồng hành với con em của mình để mà thấy rõ được cái tâm tư của nó, cái hoàn cảnh của nó, bối cảnh xã hội của nó, và do đó ta không áp đặt nó phải đi theo mình, nhưng mà hướng dẫn khéo léo để chúng tình nguyện đi theo. Cái đồng hành thiện tri thức như thế là khó lắm. Những người mẹ có thể đồng hành với những đứa con gái, nhất là ở tuổi dậy thì. Những người cha có thể đồng hành với những đứa con trai để hướng dẫn về những cái thay đổi tâm sinh lý, rồi những cái kiến thức phải đóng vai trò mình là chính nó, để mình cảm thông nó thì nó mới dám giải bài những thứ khó nói để hướng dẫn, chứ bằng không nó ra nó hỏi mà người khác hướng dẫn sai thì sau này rất là khó sửa. Còn ngoại hộ thì tri thức là giá trị sau cùng, tức là người đó cũng không có những cái lời khuyên, những hướng dẫn, những cách tu để làm cho bạn mình bắt chước tốt đẹp theo, nhưng ra là ủng hộ về vật chất, là ủng hộ ngầm. Ví dụ như quý vị phát tâm xây các chùa, làm các đạo tràng tu, ủng hộ những vật chân tu thật học nói chung, thì cái đó được gọi là ngoại hộ
Thiện tri thức tức là ủng hộ cái bên ngoài, bao gồm những vật chất, những điều kiện cần thiết nhất để cho những người tu không rơi vào cái chủ nghĩa kinh tế, và toàn tâm, toàn lực, toàn ý cho con đường tâm linh thôi. Rất nhiều Phật tử chỉ mới dừng lại ở cái mức thứ ba là ngoại hội thiện tri thức, còn đồng hành tri thức hầu như chưa có. Có nhiều vị thầy phải học lại ở học trò của mình, chuyện đó là chuyện thường xuyên. Có những người cha, người mẹ học được cái hay, cái tốt ở những đứa con, đứa cháu của mình chứ. Đâu phải chúng ta mới có đời này đâu. Nhiều khi bây giờ là cháu con của mình, nhưng mà kiếp trước đã từng là ông nội, bà nội của mình. Có thể trở thành là thầy của mình hay là người thân của mình ở nhiều kiếp rồi. Cho nên các hạt giống đó nó vẫn còn. Và do vậy sinh ra trở thành là những người rất đặc biệt. Do đó ba hình ảnh thiện tri thức như vừa trên sẽ giúp chúng ta có được sự hiểu biết, cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ, giúp đỡ để việc thành tựu trên con đường thiện, đạo đức, an vui, hạnh phúc và cao nhất là giải thoát đó sẽ là một hiện thực chứ không phải chỉ là một mơ ước. Mình cố gắng hãy phát nguyện là thiện hữu tri thức của giao. Như quý vị làm được thì xin cho một tràng pháo tay để tự khen chính mình. Điều thứ năm, Bồ Tát Quan Âm dạy khi đề khởi danh hiệu, ta phải hướng đến sự tùy thuận căn lành. Căn lành ở trong dân gian hiểu sai lắm. Thấy bà đó có đứa con sanh ra là ăn chay, ép ăn mặn bị ói hay là bị bệnh, nhưng mà cho ăn chay nó khỏe re, mập, lớn và rất là khôi ngô, thông thái. Thì chúng ta có thói quen rằng cậu bé đó, cô bé đó có căn tu, có căn lành. Thế đó là một phần rất nhỏ, căn lành không phải là vậy. Trong thuật ngữ Phật học, căn lành là người đã giải phóng lòng tham, sân và si, các phiền não, những khổ đau, và sống rất là thông dong tự tại, không bị vướng chấp bất cứ cái gì trên cuộc đời, được gọi là căn lành. Ở trong Kinh A Di Đà có một câu Đức Phật dạy: một trong những điều kiện quan trọng nhất để xây dựng tịnh độ đó là căn lành nhiều, tức là không còn tham sân si. Tham sân si thì không thể nào sanh về tịnh độ được. Về đó ta sẽ nhập cản ta bà vào tịnh độ. Đầu voi đuôi chuột, rồi trộm cốp, rồi đủ thứ tệ nạn cũng có. Cho nên cái quan trọng nhất là phải giải phóng tham sân si. Như vậy là việc niệm danh hiệu Phật làm sao để ta có được sự tùy thuận với căn lành. Khi niệm Phật đừng bao giờ để cho lời nguyện ước đính kèm theo. Nguyện ước là kẻ thù của chánh niệm. Các tổ Tịnh Độ Tông rất sâu sắc ở chỗ đó là sau cái thời khóa niệm Phật mới có cái phần hồi hướng. Hồi hướng lúc đó mình muốn bày tỏ, chia sẻ công đức này cho ai, người thân, người thương, cha mẹ, những bậc tôn kính hay là các chúng sinh. Chứ còn trong lúc niệm Phật là không để cái này nó có mặt. Bây giờ chúng ta để cái này nó xen lẫn dữ lắm. Chứ tôi quen biết một bà cụ này là 80 hoài. Bà nghèo không có được sâu chuỗi xôm như thế này đâu. Mỗi lần niệm á, thì bà lấy cái chân nhang, cứ là 18 niệm là bẻ một cái khúc. Một cái chân nhang dài như thế này thì bẻ được là 18 lần. Và nó cuộn tròn lại theo cái hình giác 18. Và cứ như thế bà niệm, một năm nó trở thành một đống các cái chân nhang như thế này, được bẻ cuộn lại. Và hỏi là khi niệm bà cậu gì? Nói Nam Mô Di Đà Phật cho con được bình an, Nam Mô Di Đà Phật cho con được tuổi thọ, Nam Mô Di Đà Phật cho con khỏi bệnh, Nam Mô Di Đà Phật cho con giảng sanh Tây Phương. Như vậy sự đạt được kết quả trong trình huống này chỉ là phước báo thôi. Trong đó giá trị niệm Phật nó cao hơn nhiều lắm. Nếu mà mình để chánh niệm xuất hiện trong tiến trình niệm Phật và không có một lời cầu nguyện nào đó, thì ngoài cái phước mà tất yếu về nhân quả chúng ta đạt được, nó còn có những giá trị tâm linh cao hơn. Đó là sự tùy thuận với căn lành.
Nên lưu ý chuyện đó. Và do đó ta tập bỏ dần dần những cái thói quen cầu nguyện, van xin, mong mỏi quá nhiều ở trong lời niệm. Sau khi niệm rồi, bắt chước các tổ hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức là một cái hạnh vị tha. Mà hồi hướng công đức có nghĩa là chia sẻ với những người khác, chứ không có mang về cho mình, nó cầu cho mình nữa. Trong hồi hướng công đức, quý vị không mất đi một mảnh may nào của phước báo đã đạt được. Mà việc hồi hướng càng rộng lương chừng nào thì giá trị tâm linh sẽ cao chừng đó. Đó là một sự mầu nhiệm. Còn hồi hướng công đức, hồi hướng cho 5 người thì phước tăng lên 5 lần. Hồi hướng cho 1.000 người thì phước tăng lên 1.000 lần. Hồi hướng cho vô số chúng sinh thì phước sẽ là vô tận. Bởi vì nó đặt trên nền tảng của từ bi và vô ngã. Nhân quả sẽ có một phần tỷ lệ thượng với cái tâm. Tâm rộng như không gian thì phước nó sẽ lớn theo. Do đó làm điều thiện mà có mưu cầu danh vọng cho bản thân đó, thì điều thiện đó có giới hạn. Phước vẫn trổ, nhưng mà trổ rất nhỏ. Giống như là những cái hoa đẹp hay là trái chín phú thôi, chứ không phải là trái chín cay. Ăn nó không ngọt, không ngon, chất bổ không nhiều. Do đó thực tập niệm Phật theo Bồ Tát Quan Âm dạy thì phước lớn lắm. Do đó là khi thực tập làm sao phải nhớ cái năng lực vô lượng quang để không còn phiền não, không chấp trước, và nhất là chấp vào thành quả. Có nhiều người làm được cái gì đó kể hoài, mà cái người mà nhận được cái sự giúp đỡ của họ nghe sợ luôn. Không sao không? Thì như vậy là phước nó sẽ giảm đi. Điều thứ sáu là khi niệm Phật đó, phải thâm tín vào Phật Pháp. Phật Pháp thì có rất nhiều các đặc tính. 4 đặc tính quan trọng sau đây các hành giả niệm Phật cần phải nắm vững. Thứ nhất là đến để mà thấy. Khác với các tôn giáo dạy chúng ta là đến để mà tin. Đến về thấy chúng ta là một nhân chứng, là một nhận thức, đánh giá rất khách quan, khoa học và đạo đức. Những gì lời Phật dạy áp dụng trong cuộc đời mà có kết quả ta mới nên theo, chứ không phải theo vì chồng tôi là Phật tử cho nên tôi là Phật tử theo, cha mẹ tôi là Phật tử cho nên tôi Phật tử theo. Cái đó cũng tốt, nhưng mà tốt hơn nữa ta phải hiểu tại sao ta theo. Vì ta không thể tìm thấy một giáo pháp nào của bất kỳ một tôn giáo nào xưa cũng như là nay, đông cũng như là kim, hơn được đạo Phật về phương diện đạo đức, trí tuệ, tâm linh và những phương diện xã hội khoa học của nó. Đây là một cái điều rất là chắc chắn, cho nên mình theo. Mình phải thấy rõ như thế, chứ không có lơ tơ mơ. Người thấy rõ như thế này thì dầu cho người ta có tặng gạo, tặng tiền, tặng bạc, mình cũng không có bỏ đạo. Bị áp lực, thậm chí là cái chết, ta vẫn gọi là bền bỉ với lý tưởng của mình. Đặc điểm thứ hai, thiết thực hiện tại, giáo pháp của Đức Phật có khả năng trị liệu rất cao. Đừng nghĩ rằng là tu ngày hôm nay đến 3 tháng sau mình mới có được kết quả. Sáng tu chiều có kết quả rồi, thậm chí đang lúc tu rồi cũng có kết quả. Cách đây vài tháng, có một Phật tử nam đến chùa Giác Ngộ xin tá túc tu học. Và Phật tử nam này tứ đổ tường hầu như không có gì thiếu. Và trong cái nỗi khổ đau cùng cực, nó cũng giống như một con cá mà có nhu cầu ngước lên mặt nước để húp lấy không khí, rồi sau đó lặn xuống nước để tiếp tục bơi. Mà nếu như ở trên mặt nước đó là một vết dầu lo thì việc ngóc đầu lên húp có thể dẫn đến sự tử vong. Trong rất nhiều sự bế tắc, có người dẫn đến cái chết, có người tìm đến cái sống. Rất may mắn là vị này đã đến chùa. Chúng tôi đã tư vấn và khuyên hãy lên chùa Hoằng Pháp là cái nơi rất thích hợp. Sau mới có mấy tháng tu học, ma túy hết, rượu hết, bia hết và mọi cái cá tánh xấu hết. Bà vợ cảm động quá, phong hóa tu này cũng có mặt ở đây. Không tốn tiền, phải trị liệu gì hết á.
Đó là giá trị thiết thực hiện tại. Và ta lấy cái thước đo này, nếu mình thực tập lâu năm mà vẫn còn tham, sân, si, phiền não, mình biết là mình làm không đúng. Chỉ giáo pháp là mầu nhiệm, giáo pháp thì không có sai, nhưng mà ta thực tập sai phương pháp thì dẫn đến là không có kết quả. Đó là một thước đo. Thứ ba là siêu về thời gian. Tức là giá trị đó nó còn hoài, là bất thối. Có nhiều cái phương pháp trị liệu đấy, nó chỉ có giá trị nhất thời thôi, sau đó phản tác dụng hay tác dụng phụ. Ví dụ như quý vị uống thuốc giảm đau đi, là uống morphin vô nhiều, nó giảm đau cực kỳ nhanh chóng, thấy khỏe re liền, mà sau đó mục xương, chết sớm, suy thận. Còn uống thuốc tâm linh á, thì không có tác dụng phụ, không sợ bị mục xương, mà nó mục hết tất cả phiền não, mục hết tất cả các nỗi đau, nó làm rã rời như là tro bụi, chỉ còn lại là an vui hạnh phúc thôi. Thứ tư đó là được người trí tán thán, được kẻ bình dân khen thì dễ lắm, nhưng mà người trí thì khó ạ. Đức Phật nói đặc điểm của chánh pháp là hễ ai là trí tuệ thật sự sẽ thấy rất rõ đây là cái con đường siêu tuyệt, không có gì bằng. Được những kẻ nịnh tán thán dễ lắm, cho tiền chút xíu là người ta vỗ tay, tiền hô hộ ủng, nhất hô bá ứng, thậm chí không hô cũng có ứng nữa. Bằng quảng cáo đó, công nghệ lăng xê ngày nay làm cho một cái giá trị ảo trở thành một cái giá trị thật. Còn trong Phật pháp không có lăng xê, bởi vì giá trị đó là giá trị thật, người trí thấy là cảm nhận liền. Einstein, đại khoa học gia của thế kỷ 20, phát biểu trong tương lai nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ thì phải nói đó là đạo Phật, vì tôn giáo này có thể đáp ứng được phương diện đạo đức và khoa học. Ông là một người theo Tin Lành mà lại ca ngợi Phật giáo như thế, hẳn rằng không phải vì lý do xã giao. Họ sống như thế tự do, có ngại cái gì đâu, có áp lực gì đâu mà phải xã giao. Mà nói như thế thì chúng ta thấy rất rõ, vì ông là một người trí, ông thấy rất rõ không có giá trị tôn giáo nào có thể hơn được đạo Phật về đạo đức, về tâm linh, về xã hội, về bình đẳng, về nhân quyền và về con đường an vui sâu sắc nhất. Cho nên ông phải nói thế thôi, dầu có thể bị đưa lên giàn quả như Galileo của thế kỷ thứ 16 đi nữa, ông cũng có thể cam chịu. Một điều quan trọng từ lời dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm này là ta không nên rơi vào chủ nghĩa thần tượng cá nhân. Có thể nói với vị hơi bị sốc ấy. Rất nhiều Phật tử cho chúng ta đến với đạo Phật là vì ta kính mến một vị thầy hay là một sư cô. Trong một lễ tang, thầy đó, sư cô đó đã lo tận tình cho gia quyến của chúng ta. Và cái nghĩa cử cao thượng đó làm chúng ta nhớ trọn đời và ta thần tượng vị đó. Đạo lý của Phật giáo không cho phép chúng ta thần tượng. Khi mình quy tăng bảo đó, con xin nương tựa chư tăng rồi suốt đời tu học an vui, hòa hợp, đoàn kết để được hạnh phúc, thì ta phải thấy rất rõ kể từ ngày đó ta trở thành đệ tử của tất cả các vị xuất gia chân chính. Chúng tôi, những người xuất gia, cũng là đệ tử của tăng bảo. Các hòa thượng, các vị tăng thống, các vị pháp chủ, các vị vua sải ở các nước Nam Tông cũng đều là đệ tử của tăng bảo, phải nhớ thế. Cho nên trong thời kinh nào tất cả những xuất gia cũng đều quy y tăng, chứ đâu phải chỉ có Phật tử mới quy đâu. Mình phải hiểu rõ được cái ý nghĩa này để ta không rơi vào chủ nghĩa thần tượng. Đến với Phật giáo quan trọng nhất là gì? Chánh pháp. Ông thầy có thể sai, sư cô có thể học đúng, nhưng chánh pháp không bao giờ sai. Và do đó sau này nếu vị thầy đó có một cái gì thể hiện tính cách của người phàm, ta không bị sụp đổ thần tượng, mà không, con xin goodbye Đức Phật. Như vậy mình đến đâu phải vì chánh pháp đâu, đến vì ông thầy, đến vì cái cảm tính. Còn đến với Phật là phải đến vì chánh pháp. Và do đó đạo Phật Đại Thừa đã nhấn mạnh gốc độ pháp thân. Giáo pháp của Đức Phật được xem như cái thân của Ngài. Dầu Ngài đã qua đời 26 thế kỷ, chánh pháp vẫn còn, thì pháp thân đó vẫn hiện hữu. Đức Phật vẫn tồn tại trong mỗi chúng ta, trong hành động, trong lời nói, trong việc làm.
Và đây là triết lý rất quan trọng của kinh niệm Phật Ba La Mật. Thứ bảy, khi thực tập Nam Mô Di Đà Phật, các hành giả phải quán khởi lòng đại bi và sự khoan dung. Bên cạnh đó không chê các pháp môn khác. Bồ Tát Quan Thế Âm rất sâu sắc, Ngài biết rất rõ cũng sẽ có những hành giả tịnh độ cực đoan, mình thuần tính với pháp môn mình quá, cho nên ai thực tập pháp môn khác là công đó dở, yếu, không có đảm bảo, tu không mấy người đạt, mình phê bình thế này kia, cuối cùng là Phật tử này chống Phật tử nọ, Phật tử này chống thầy kia, và Phật tử chống Phật tử, gà nhà đá nhau. Còn tu theo Phật thì ta thấy rất rõ là chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Chư pháp đây là pháp môn, các pháp môn là bình đẳng, không có các pháp môn nào gọi là pháp môn cao, cũng không có pháp môn nào gọi là pháp môn thấp. Cao và thấp tùy thuộc vào cái tính tương thích của người sử dụng nó thôi. Nước trở thành độc đối với con rắn, nhưng mà trở thành chất sống đối với con người. Rắn uống nước càng nhiều chất độc càng nhiều, còn con người uống nước nhiều thì không bị sạn thận, sỏi thận, gọi là đau gan. Như vậy nước là cao hay là thấp? Nước không cao không thấp. Người đang bị sơ gan cổ trướng mà chỗ uống nước vô nhiều là tiêu, vì cái mức độ chuông sình nó sẽ tăng gấp 2, gấp 3 lần. Bản thân ở trong đó nó đã tạo ra nước rồi, còn nạp nước vô nữa chết. Cho nên nước không có cao thấp, mà cao thấp là nó tùy theo tình huống sử dụng của từng người. Thì pháp môn cũng thế. Có người hợp với mật tông thì mật tông trở thành cao, hợp với tịnh độ thì tịnh độ trở thành số 1, hợp với thiền thì thiền được xem là không có gì ngang bằng. Và Đức Phật đã thấy rất rõ, cho nên dạy trong Kinh Kim Cang, Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta lên một lần nữa là phải có lòng khoan dung pháp môn, và rộng hơn nữa là khoan dung tôn giáo. Cái gì để giúp cho chúng ta đạt được cái đó? Theo Bồ Tát Quan Âm đó là lòng đại bi, thế là tình thương mà. Mình thấy là chúng sinh đó căn cơ thấp, cho nên ở mức độ đó họ chỉ tiếp nhận được chừng đó thôi, chứ không thể hơn được. Muốn hơn nữa cũng không nổi. Trong cái ly này chứa đựng tối đa là 100 ml thôi. Thầy Nhật Từ mà có rót vô 1000 ml thì nó cũng tràn ra trên bàn thôi, không uống được. Thì cái dung lượng của ly là chừng đó thôi. Pháp môn là thế. Thực tập các pháp môn là để chúng ta có lòng từ bi, trước nhất là cứu đời, cứu người, rộng hơn nữa là cứu các loài động vật, và rộng hơn nữa là bảo vệ môi trường sinh thái. Ai cho rằng ăn cá có phước là nguy hiểm, ai cho rằng ăn thịt chúng sinh là có phước là nguy hiểm. Rất nhiều người chống ăn chay lý luận như thế này: theo nhân quả, các con vật ăn cỏ, bây giờ mình ăn chay thì sau này mình sẽ trở thành là thảo mộc để bị các con vật bị ăn. Lý luận thế là lý luận phá hoại. Vật ăn cỏ tạo ra sức mạnh, người ăn rau cỏ có sức mạnh hơn người ăn mặn. Khoa học ngày nay chứng minh rõ thế đấy. Với điều kiện là ăn đủ các chất bổ, có rau quả củ ngũ cốc sữa, chứ ăn mà cái kiểu mà tương chao dưa muối không chết sớm là cũng may phước à. Hội nghị quốc tế của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Copenhagen cách đây hơn một tuần lễ để tìm kiếm cái tiếng nói đồng thuận, cắt giảm hiệu ứng nhà kính, ngăn chặn cái tình trạng hâm nóng toàn cầu vốn là cái nỗi đau nhức nhối hiện nay của hành tinh chúng ta. Băng ở hai cực đang tan dần, dãy Mã Lạp Sơn đó là đã bị tan tuyết trở thành một cái hồ trữ nước rất lớn, và trong tương lai nó sẽ đổ ập lên những con người cư dân ở gần đó. Việt Nam là một trong 10 nước chịu hiểm họa nặng nhất của đạn biến đổi toàn cầu, khí hậu toàn cầu. Và nếu như chúng ta không có ý thức để thương môi trường đó, thì chính chúng ta tạo hố giết chết mình. Các quốc gia tiên tiến thì phát triển công nghiệp, và công nghiệp là một cái mối đe dọa của khí hậu, cắt giảm hiệu ứng nhà kính. Quốc gia thì giàu chỉ muốn lợi ích cho riêng mình thôi, cho nên không muốn giảm đi,
Mặc dù vừa rồi thì chưa có sự thỏa thuận lớn, nhưng ít ra cũng có được một vài cái thống nhất là giảm bớt nó để cho tuổi thọ của hành tinh được cao hơn. Mà không là trong vòng 30 năm nữa, 1/3 của hành tinh này sẽ chìm vào trong biển nước, mực nước biển sẽ dâng lên 1 m đến 3 m ở nhiều nơi. Và Việt Nam là một trong những quốc gia có mực nước dâng cao hơn những quốc gia khác. Lòng đại bi sẽ giúp chúng ta làm được việc này. Cái công nghệ thực phẩm mặn, quý vị biết, là nó phá hoại rất ghê gớm cái đời sống môi sinh. Cứ mỗi 1 pound thịt, tức là 450 gram thịt thôi, được chế tạo từ cái công nghệ chăn nuôi đó, thì nó làm tổn thất đi là 12 mét khối đất. Lượng hoa màu của đất nó bị giảm đi từ 45 cm độ dày còn 15 cm thôi, tức là 3 lần. Và nó phun vào trong khí quyển này 280 khí carbonic, mà carbonic tức là chống lại sự sống. Như vậy công nghệ thực phẩm mặn đó chỉ lợi ích cho các đại gia tư bản thôi, còn rừng nguyên sinh sẽ bị phá hoại, nước đó bị ô nhiễm, không khí đó thì bị đầy chất carbonic dẫn đến thảm nóng toàn cầu. Do đó là cứ nửa ký thịt tạo ra rất nhiều hãm họa của thảm nóng toàn cầu. Và trên hành tinh này 6 tỷ người hơn, chỉ cần một ngày ăn chay trọn vẹn thôi là ta đã cứu được hành tinh không biết bao nhiêu ngày. Để làm được việc đó chỉ có lòng từ bi thôi. Phải thấy rõ thương hành tinh này, thương môi trường này, thương các loài động vật là thương chính mình. Cái tương quan của duyên khởi về lòng từ bi là nằm ở chỗ đó. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng là thương người khác, ai thương mình? Thương các loài động vật, ai thương mình? Trong hành động thương đó, mình đã thương chính mình rồi, thì mình không góp phần tạo ra sự quy diệt chung. Còn các nội dung còn lại đó, thì rất là nhiều, đến khoảng 150 nội dung của niệm Phật bất tư nghì như là một năng lực màu nhiệm mà các hành giả tịnh độ càng phải lưu tâm quán tưởng khi thực tập Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chúc quý hành giả luôn được tinh tấn để đạt được các giá trị mà chúng ta vừa chia sẻ lẫn nhau. Và rất kính mong quý vị mỗi khi rảnh rỗi đó thì nên đọc thêm kinh niệm Phật Ba La Mật bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm để tự mình trải nghiệm trực tiếp. Tại vì là hành giả tịnh độ mà không đọc bản kinh này là thiếu mất hết 70% của đề tu. Do đó cố gắng đọc để ta đạt được những giá trị rất là màu nhiệm trong kinh này. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Vui huynh đệ một nhà mến thương, năm
phận làm tròn trước sau. Bảy vui học lý đạo màu, tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên. Chín vui tinh tiến ngày đêm, mười vui giấc ngủ vô phiền vô lo. Mười một vui ơn nghĩa thầy cho, mười hai vui hoan nở đôi môi hiền một phút.